Hai nhóm thanh niên hỗn chiến như phim hành động giữa phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra hai nhóm thanh niên cầm hung khí trượt đuổi nhau như phim hành động gây náo loạn đường phố. Video hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 2, công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra truy xét hai nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến như phim hành động ở trên đường phố gây xôn xao dư luận. Theo đó Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 2 tại địa chỉ 175 B Cao Thắng, phường 12, quận 10. Thời điểm trên, hai nhóm thanh niên đều cầm hung khí như cây ba chĩa, ống tuyết sắt, mã tấu rượt đuổi nhau, ném đồ đạo gây náo loạn. Nhiều người chạy xe máy thấy vậy phải quay đầu chọn lộ trình khác. Theo người dân chứng kiến, sự việc xảy ra trong khoảng vài phút, hai bên tự giải tán, không có người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an cũng có mặt đảm bảo an ninh trật tự, hiện trường thu giữ một số hung khí đồng thời công an đã mời một số người có liên quan tới làm việc qua điều tra nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn va chạm giao thông giữa hai nhóm thanh niên